여러분, 안녕하세요. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài 7 của quyển tiếng Hàn tổng hợp 2 với chủ đề tròn hoa y. Tròn hoa là điện thoại đúng không? Về phần từ vựng chúng ta sẽ học tiếp về các từ vựng tròn hoa là điện thoại này, về tròn hưu tê tròn hoa là điện thoại di động. Tiếp theo về phần ngữ pháp chúng mình sẽ học được 3 cấu trúc ư đéo cô, khi tròn e và ư đêm kèo. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, từ vựng về tròn hoa là điện thoại. Quốc tế tròn hoa. Quốc tế tròn hoa, chúng ta có điện thoại quốc tế, đúng không? Điện thoại liên tỉnh là siwe tròn hoa. Siwe tròn hoa. Điện thoại nội hạt. Sine tròn hoa. Sine tròn hoa. Siwe và sine các bạn có nhớ không? Ở ngoại thành và nội thành, đúng không ạ? Tiếp theo, mã quốc gia chúng ta có quốc gia. Quốc gia của mã quốc gia của Hàn Quốc là 82 nhé. Tiếp theo mã khu vực chúng ta có 지역번호. 지역번호. Nói chuyện điện thoại chúng ta có 통화하다. 통화하다. Vậy đang bận máy hay là máy bận chúng ta có 통화 중이다. 통화 중이다. 중, từ chung là trong khi. Vậy là trong lúc đang nghe điện thoại, vậy là đang máy bận đúng không? Tiếp theo, vắng mặt chúng ta có 자리를 비우다. 자리를 비우다 hoặc 자리에 없다. 자리에 없다. Ở đây cái từ 자리에 없다 các bạn có thể hiểu dễ rồi đúng không? Còn 비우다 ấy, 비우다 nghĩa là làm vắng, làm trống. Tiếp theo từ kết nối chúng ta có 연결하다. 연결하다. Các bạn lưu ý nối âm đi lên nhé. 연결하다. Để lại tin nhắn chúng ta có 메시지를 남기다. 메시지를 남기다. 남기다 là để lại. Ví dụ như để lại đồ ăn sẽ là 음식을 남기다. Tiếp theo, bấm số. Chúng ta có số là 번호. Các bạn có nhớ từ số điện thoại không? 전화 번호, đúng không ạ? Vậy bấm số sẽ là 전 번호를 누르다. 번호를 누르다. 누르다 là ấn, là nhấn đó. Tiếp theo, phím sao. Chúng ta có 별표. 별표. Chúng ta có 별 là vốn là sao, sao ở trên trời đó. Phím thăng chúng ta có 우물정자. 우물정자. Có tin nhắn 문자 메시지가 오다. 문자 메시지가 오다. Hiện đây 오다 là đến rồi đúng không? Còn tin nhắn chúng ta có thể là 문자 메시지 hoặc 메시지 không cũng được ạ. Gửi tin nhắn, đọc từ gửi 보내다. Vậy 문자 메시지를 보내다. Tắt điện thoại chúng ta có 전화기를 끄다. 전화기를 끄다. 끄다 là tắt ạ. Ví dụ tắt điện cũng là 불을 끄다 nhé. Để chế độ rung chúng ta có 진동으로 하다. 진동으로 하다. 진동 là rung ạ. Âm án là chấn động nhé. Tiếp theo hết pin chúng ta có 배터리가 나가다. 배터리가 나가다. Hết pin. 배터리 là pin ạ. Về phần ngữ pháp, chúng mình sẽ học được ngữ pháp đầu tiên đó là ư đéo cô, nghĩa tiếng Việt chúng mình có thể dịch là để. Thì nó sẽ gắn vào sau thân động từ biểu hiện ý định của chủ thể. Để làm gì? Cách chia chúng mình có hai, có ba trường hợp như sau. Động từ có ba chim, trừ điên, các bạn sẽ cộng cả với ư đéo cô, cái này nói rất nhiều lần rồi đúng không? Động từ không có ba chim thì chúng mình sẽ cộng với đéo cô. Và có ba chim là đê thì chúng mình sẽ vẫn cộng với đéo cô thôi. Chúng mình cùng đi vào ví dụ này. 한국에서 일하려고 한국어를 배웁니다. Ở đây chúng mình có hai vế đúng không? 한국에서 일하려고 để làm việc tại Hàn Quốc đúng không? Và cái mục đích là đây là mục đích này, còn cái hành động đằng sau là gì? 한국어를 배웁니다. Có nghĩa là cái hành động đằng sau được thực hiện để đạt được cái mục đích phía trước. Chúng mình dịch là để thôi. Tôi học tiếng Hàn để làm việc tại Hàn Quốc. Các bạn có thể dịch ngược lên như thế cho xuôi với tiếng Việt nhé. Câu số 2. 불고기를 만들려고 고기를 샀어요. Vậy mục đích của họ đâu ạ? 불고기를 만들려고 đúng không? Làm món 불고기. Vậy là tôi đã mua 고기, thịt để làm món 불고기. Được chưa ạ? Số 3. 친구를 초대하려고 전화했어요. 초대하다 các bạn học rồi. Mời có thể là mời đến sinh nhật, mời đến buổi tiệc hoặc là mời đến đâu đó đúng không? Vậy tôi đã gọi điện để mời bạn, mời các bạn đúng không ạ? Phần luyện tập như sau. Tôi liên lạc để mua vé máy bay. Vậy các bạn sẽ phân tích nhé.
Trước ư thì cô sẽ làm một cái mục đích để làm gì, đúng không? Và cái đằng sau là cái hành động để thực hiện cái đó. Vậy ở đây các bạn sẽ thấy động từ nào là động từ chúng ta phải cho lên trước ư đó cô nhỉ? Mục đích để, đúng không? Mua vé máy bay phải lên trước. Vậy còn cái liên lạc thì sẽ là ở đằng sau. Vậy chúng ta sẽ có 비행기표를 사려고 연락합니다. Tôi liên lạc để mua vé máy bay. Số 2, tôi đã đến thư viện để đọc sách. Vậy cái sau cái để này các bạn phải cho lên trước ư đó cô. 책을 읽으려고, đúng không? 책을 읽으려고 도서관에 갔어요. Được chưa ạ? Đó là phần ngữ pháp đầu tiên của chúng ta. Lần trước chúng ta đã học một cấu trúc là 으려고 하다 thì lúc đấy chúng ta dịch là định nhé. Số 2, 기 전에 là trước khi. Các bạn có nhớ cái 기 này không? 기 này là biến danh từ hóa động từ hoặc tính từ, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ đứng trước động từ sẽ đứng trước của cái cấu trúc này. Động từ cộng với 기 전에 nghĩa là trước khi. Thì biểu thị một hành động ở phía sau được thực hiện trước hành động được đề cập ở phía trước. Chúng mình cứ dịch là trước khi. Trước khi làm gì đó. Ví dụ là trước khi đi ngủ tôi làm bài tập. Đúng không ạ? Ví dụ 자기 전에 숙제를 합니다. Đây là câu này. 자기 전에, trước khi ngủ đúng không? Tôi làm bài tập trước khi ngủ. Hay là trước khi ngủ tôi làm bài tập, các bạn dịch thế nào cho xuôi là được ạ. Số 2, 밥을 먹기 전에 손을 씻어야 해요. Vậy trước khi gì nhỉ? Trước khi ăn cơm, tôi rửa tay, 손을 씻어야 해요. Phải rửa tay trước khi ăn cơm đúng không? Số 3, 화장하기 전에 옷을 입어요. 화장하다, 화장하다 là trang điểm, hóa trang đó. Âm án là hóa trang thì mình sẽ là trang điểm nhé. Tôi mặc quần áo trước khi trang điểm, được chưa? Về phần luyện tập, chúng ta sẽ có tôi đã ăn sáng trước khi đến trường. Vậy cái trước khi chúng mình phải đưa lên trước đúng không? 학교 가기 전에. Vậy chúng mình có câu 학교에 가기 전에 아침을 먹었어요. Được chưa ạ? Số 2, phải kiểm tra lại báo cáo trước khi nộp. Vậy động từ nộp này phải đưa lên trước đúng không? Nộp chúng ta có 제출하다. 제출하기 전에 보고서를 재확인해야 합니다. Đây là từ phải. Aoya hata là phải đúng không? 재확인. Từ 확인하다 là kiểm tra, xác nhận. Còn 재 trong chữ tại lại phải là kiểm tra lại. Cấu trúc cuối cùng mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay là 으려고. Kết hợp với động từ thể hiện là ý chí hoặc sự hứa hẹn của người nói. Các bạn lưu ý nhé, ý chí hoặc sự hứa hẹn thì chủ ngữ thường là ngôi thứ nhất ạ. Nói là tôi sẽ làm gì, tôi sẽ chờ anh, tôi sẽ làm bài tập, tôi ngày mai tôi sẽ không đi muộn nữa, ví dụ như vậy. Và cách chia chúng ta cũng có 3 trường hợp như sau. Động từ có 3 chim, trừ dear thì các bạn cộng cả với 으려고. Ví dụ như 먹을게요. Cola, bibimbap을 먹을게요. Tôi sẽ ăn bibimbap. Số 2, danh từ, động từ không có phụ âm cuối các bạn sẽ cộng với 으려고. Và cuối cùng động từ có phụ âm cuối là 으려고 thì các bạn chỉ cộng với 게요 thôi. Chúng mình sẽ có 학교 앞에서 기다릴게요. Là gì? Tôi sẽ đợi ở trước trường. Thì các bạn lưu ý cái này sẽ khác so với kết đúng không? Chúng mình đã học về cái kết rồi, hoặc là 으려고요. 학교 앞에서 기다릴 거예요. Hoặc 학교 앞에서 기다리겠습니다. Thì cái này nó hơi khác một chút, đó là cái cấu trúc này 으려고 này nó thể hiện một lời hứa, một sự hứa hẹn và hầu như là cái tỷ lệ xảy ra là gần như chắc chắn ạ. Tôi sẽ làm gì đó là chắc chắn tôi sẽ làm. Số 2, 제가 전화를 받을게요. Tôi sẽ nhận điện thoại. Được chưa? 받다. Số 3, 내일은 늦지 않을게요. Ngày mai thì tôi sẽ không đến muộn nữa. 늦다 là muộn ạ. 늦지 않을게요. Tôi chắc chắn là như vậy. Được chưa? Thể hiện sự quyết tâm cao hơn, hứa hẹn cao hơn. Và các bạn lưu ý ở đây đều là chúng đều là ngôi thứ nhất nhé. Được chưa? Về phần tiếp theo, luyện tập chúng ta có tôi sẽ thanh toán cho quý khách. Chúng ta có thanh toán là gì? 계산하다 đúng không? Vậy 저는 계산해 드릴게요. Thực ra trong câu này, các bạn nếu các bạn muốn cho chủ ngữ vào thì thay vì 저는 các bạn thường dùng 제가 nhiều hơn. 제가 계산해 드릴게요. 그렇죠? Số 2, tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian hẹn qua tin nhắn. Chắc chắn là tôi sẽ gửi, được chưa? Vậy gửi địa điểm và thời gian hẹn qua tin nhắn, chúng mình sẽ có câu 약속 장소와 시간을 문자 메시지로 보낼게요. Qua tin nhắn, bằng tin nhắn. Chúng mình học 으로 rồi đúng không? 으로 mang ý nghĩa là gì? Một ý nghĩa là phương hướng,
Và thứ hai là phương pháp cách thức đúng không? Vậy tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm qua tin nhắn, tức là bằng tin nhắn. Mình sẽ dùng Euro Messichiro Connect. Các bạn đã hiểu cấu trúc này chưa ạ? Như vậy là chúng mình đã học xong từ vựng và ngữ pháp của bài này rồi đấy. Các bạn sẽ luyện tập và làm bài tập giúp mình nhé. Annyeong!